Ok, số phụ kiện PSB Tú Anh xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Hôm nay thì em sẽ lên bán giảm giá tri ân cho anh em 50 khẩu FXQK2 cấu hình tầm khá để anh em có thể tham khảo lựa chọn về đi săn. Thì giá ngày hôm nay bán tri ân khuyến mãi cho anh em với giá là 7.500.000 là một cấu hình như thế này. Đấy. Cấu hình này thì có thể săn mồi được cự ly xa, tầm xa là 100 đến trên 100 mét anh em nhé. Đấy. Thì bán rẻ cho anh em 50 khẩu với giá rẻ là 7.500.000. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua bán thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại em để trên video này em nhé. Đấy. Thì bán rẻ 50 khẩu thôi, hết 50 khẩu lại quay về giá gốc. Thì giá gốc cây này hiện tại là ở video trước và tất cả ở trên thị trường cũng đang bán với giá là trên 8 triệu đồng. Đấy, có đơn vị bán 8 triệu, có đơn vị bán 8.500.000. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ cho bên em qua số điện thoại em để trên kênh này em nhé. Đấy. Về cấu hình thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình. Đấy. Còn đầu tiên em sẽ nói sơ qua về cách thức giao dịch và mua bán. Thì ở video này em cũng nói rồi, mua bán thì em gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo nhé, để tránh tình trạng là lừa đảo hoặc là nhầm lẫn. Còn về hình thức vận chuyển hàng thì nói luôn là lắp ráp test chuẩn chỉ, ok gửi xe, không ship COD. Đấy, anh em mua kính lẻ thì em có thể là ship COD, chứ mua nguyên cây thì em không ship nhé. Đấy, bởi vì ship COD nhiều khi là anh em về không biết cách lắp ráp này, không biết căn chỉnh, không biết test, rất chìa khó. Đấy, có rất nhiều những anh em đã mua COD xong thì gọi video hướng dẫn chỉ hàng tuần hàng tháng rồi không biết cắt, không biết lắp, không biết test, đấy bắn không chuẩn, nên là gửi đi gửi lại rất chi mất thời gian. Nên là anh em nào tin tưởng thì cứ cọc 300 đến 500 ngàn thì shop sẽ lắp ráp test chuẩn chỉ ok cho anh em. Đấy, lưu ý là mua hàng thì có cọc nhá, không cọc là không bán, nó luôn là như vậy. Đấy, anh em tin tưởng thì mua, còn không thì tham khảo đi. Đấy, còn không cọc thì nói luôn em không gửi. Bởi vì gửi hàng này hàng nhạy cảm mà gửi đi anh em không nhận ấy, nó hoàn hàng về rất chỉ khó. Đấy, nên anh em cứ cọc tiền trách nhiệm đi. Xong còn đâu số tiền còn lại đơn hàng là 7.500.000 thì em nhận hàng thanh toán là ok. Thì đối với cấu hình này thì ở đây em đang sử dụng cấu hình đó là một bộ combo QK2. Đây, em nhìn thấy đây, quay gần đây. Một bộ combo QK2, hàng bán gấp rút chữ A. Đây, bán này có thể gấp ra rút vào và có thăng chỉnh búa ở bên trong này. Đấy. Cho an toàn bấm nhá. Đấy anh em nhá. Đây. Lên búa này. Cho bấm cho an toàn, bóp cò không bóp được. Cá sang, bóp cò bắn nhá. Đấy. Khớp diện khớp dép 1000 van cờ kết bản chuẩn công ty thì đã qua xử lý của bên shop. Bình nhôm 0.42 đế tròn. Giảm là giảm âm sniper ôm cành, cực kỳ lên. Cành hiện tại shop đang lắp đó là cành XM8 8 khươm cho anh em, bao cho anh em vụt mồi cự ly là 100 đến 150 mét là chuẩn, có video test đàng hoàng. Tất cả những em đặt hàng thì em đều có video test trả hàng cho anh em qua Zalo. Nên là mua bán thì em cứ kết bạn Zalo. Thì khi nào mà anh em đặt hàng xong, em lắp ráp xong, em quay video test thì em có sẽ gửi cho anh em xem qua Zalo trực tiếp. Đấy. Hoặc là anh em nào yêu cầu thì em sẽ làm video đăng tải trực tiếp trên kênh để cho anh em có thể tham khảo và xem nhé. Kính thì là kính ngắm BNA TMD tâm số hàng loại 1, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Tâm số tới mắt kính. Đấy, zoom không mất tâm cho anh em. Đấy, hàng kính thông số 4-14x44 FFP cho anh em. Đấy. Hoàn thiện một cây như thế này là 7.500.000. Có tặng kèm cho anh em đó là một băng đạn này và 1 kg kẹo chì để cho anh em về chơi trải nghiệm nhé. Đấy. Giá cả thì là bán rẻ, bán thanh lý cho anh em, nên là anh em nào nhanh tay thì còn khi làm hết giá, hết 50 khẩu cái thì em nói luôn này, em lại quay về với giá gốc là 8.500.000 nhá. Nên là anh em nào mà mua bán thì lưu ý là gọi điện trực tiếp cho bên shop qua số điện thoại ở trên kênh các bác nhá. Đấy. Em nào mua bán thì alo cho bên em qua số điện thoại trên kênh nhá. Video ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá.